Rồi, video này giao con TL 2500 nha. Cho một anh khách. Đây nha. Anh này đã mua của mình mấy chiếc rồi nha. Giờ lại mua thêm một con nữa. Không cần lên YouTube luôn, vẫn mua. Alo. Chuyện gì anh? Bán nghe phố bung mê luôn anh. Dạ. Màu xanh đời nào chứ anh, bên em nhiều Mitsu lắm, quan trọng là đời nào màu nào. Ừ, có đó. Còn đó 130 anh. À mà con đã bán rồi, mới bán rồi. Bán rồi. Đủ bên em bán ghê lắm nhá. Con 48 là hết rồi, còn một con 42. Bền chứ. Dạ thì đó anh mua được thì em bán, nhưng mà con đó thì em bán rồi. Ừ. Hôm qua anh hẹn em đó, nhìn nữa. Hôm qua anh có hẹn em mà anh không đi xuống đúng không? Rồi. Còn 85 anh. Đẹp chứ? Đủ hết á, đủ luôn. Rồi. Rồi anh khách này mua của mình mấy con rồi nha. Yên tâm về chất lượng. Để mình bán cho dàn tới này. Để xúc VIP luôn nha. Bác nào mua còn một con y xì dày luôn, 2007 nha. Cũng đi cho mấy bác dàn tới như này luôn. Vẫn có. Cực kỳ đẹp. Hạ sơ xuống đi. Đèn còi bên em đủ hết nha. Đó. Đây cho anh khách với Hoài Ân. Đã mua của mình mấy chiếc rồi nha. Con này anh khách này đã mua của mình mấy chiếc rồi đó. Rồi ok. Bên em giao mấy con luôn này. Để có thể coi rất là nhiều xe lật mấy cả. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác coi video nha. Aviski nha, đây là 2500. Rất là nhẹ nhàng. Nga này ở Bình Định đã mua của mình đến mấy con rồi nha. Rất là VIP. Đừng bao giờ, từ sáng 11 giờ trưa đến giờ đã gửi đi. Do có xe nha. Bên em giao luôn cho nhanh. Đây được. Giao cũng sẽ ngon ngay mấy bác nha.
giao nha. Con này bên em đã làm đâu có đó rồi. Đã lực lái nha, rất là nhẹ, bao anh xài thật ra mà suy nghĩ điều gì ấy. Bê lúc biết tháo hết rồi. Cho em bỏ trên đây luôn. Rồi, lắp sới cho con Isuki TL2500 nha. Cho một ông bạn ở Bình Định đã từng mua của mình một hai chiếc rồi. Giờ bên mình sẽ lắp sới cho ông bạn nha. Rồi. Tới đi, đẩy tới. Tháo ra luôn hả? Rồi lên. Đây nha. Đâu xe đâu? Xe 2500 á. Rồi cái treo đó còn tan nữa. Con 2500 á. Sao? Lắp đây hả? Rồi lắp đâu cũng được.